Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02 8764 3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4 trên 68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng gian đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2 trên 256 Chaparro Bankstown, New South Wales 2200. Lily xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV, à, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Chuyện. À, vâng thưa quý vị và các bạn à, thì gần như các gia đình ở úc châu à, đều mong muốn các thế hệ con em mình à, biết được tiếng việt à, tức là không chỉ là nói mà còn à, phải biết đọc biết viết à, rất là sành sỏi à, thế nhưng mà việc duy trì tiếng mẹ đẻ à, trong mỗi gia đình thì cũng là một cái hình thức để giúp duy trì cái nền văn hóa à, cái tiếp nối cái truyền thống văn hóa của cha ông mình à, trong mỗi gia đình các thế hệ đặc biệt là các thế hệ em trẻ em trẻ à, thế nhưng mà thực tế thì việc này à, à, cũng không hề đơn giản một chút nào và không phải các gia đình nào cũng thực hiện được cái mong muốn này. Chính vì vậy mà trong cái chương trình Mỗi Ngày Một Chuyện ngày hôm nay của Đài Việt Face TV thì chúng tôi cũng cùng mời quý vị và các bạn trò chuyện và gặp gỡ với cô giáo Trần Kim Khuyên hiện là giảng viên của Đại học Nam Úc và cũng là hiệu trưởng của trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc để xem trường Việt ngữ có những hình thức giảng dạy hay cái biện pháp gì đặc biệt mà thu hút được rất đông các em học sinh đến học tiếng Việt. Vâng, xin chào chị Kim Khuyên. Dạ, yeah, Kim Khuyên xin uh, kính chào chị Lily và quý đồng hương và quý khán giả của đài uh, truyền thông Việt Face TV. À, vâng thưa quý vị và các bạn cô giáo Trần Kim Khuyên thì có những cái thành tích rất là đáng nể và nổi tiếng không chỉ trong ngành giáo dục của đại học của tiểu bang Nam Úc mà cô cũng rất được yêu mến trong lĩnh vực giảng dạy cho các trẻ em trong cộng đồng à, khi 4 năm vừa qua thì liên tiếp đoạt giải giáo viên sắc tộc xuất sắc của hội đồng các trường sắc tộc Nam Úc à, và từ tháng 7 năm 2021 thì được chính phủ Nam Úc bổ nhiệm là một trong 15 thành viên mới của Ủy ban đa văn hóa sắc tộc sự vụ Nam Úc À, thưa chị kim quyên là được biết là chị theo gia đình sang úc định cư từ khi mới được 3 tuổi tức là, là chị chỉ mới nói tiếng việt thậm chí còn chưa giỏi à, tức là chưa thuộc cái lứa tuổi để đi học tiếng việt À, biết vậy nhưng mà cũng xin chị chia sẻ một cái chút kinh nghiệm của từ bản thân mình à, khi từ nhỏ đã sống và học tập rồi sau này làm việc hoàn toàn trong môi trường tiếng Anh mà lại trở thành một người như chị à, 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 là à, như Lily thấy là chị đã nói tiếng Việt không chỉ rất là giỏi mà còn trở thành cô giáo dạy tiếng Việt truyền cảm hứng học tiếng Việt cho các trẻ em nhỏ dạ um, cảm ơn uh, câu hỏi của chị Lily thì um, gia đình khuyên là khuyên um, rất là hãnh diện là là là, là gia đình là uh, gốc Việt Nam ba mẹ vượt biên qua úc um, được đến úc hồi năm 1980 thì lúc đó là khuyên được 3 tuổi um, lúc đi vượt biên đó lúc đó khuyên mới một một tuổi thôi rồi ở bên đảo Lai Bi Đông thì đại khái là chương trình học tiếng Việt của khuyên là từ từ lúc đến Nam úc và vào lớp vườn trẻ lên tới cấp 3 đại học tiếp tục học ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ thì nói nào chưa ngay lúc lúc mà gia đình khuyên mới qua úc đó ở Nam úc rất ít là người Việt thành ra um, cái sự hy sinh của mẹ khuyên đối với lời khuyên với em mà mỗi tuần mẹ đón hai chuyến xe bus để chở tôi khuyên từ cái cái, cái nơi uh, định cư của các um, người việt tị nạn mà uh, tị nạn cộng sản mà mới qua úc đó thì lúc đó họ cho mình ở một cái nơi nó gọi là pennington hostel thì trong cái pennington hostel đó, đó mẹ cần phải đón hai chuyến xe bus mỗi tuần ngày thứ bảy được có hai tiếng đồng hồ để cho chở khuyên và em khuyên đi học tiếng việt thì trong cái cái hy sinh của mẹ và cái sự dạy dỗ và và thương mến của thầy cô đó mà khuyên cứ tiếp tục khuyên học tiếng việt mai này mà bắt đầu mà lớn lên vào cái chương trình uh, chính mạch để học đó thì có những cái như là những cái môn khác hoặc là cái sự cạnh tranh khác của của lĩnh vực học vấn lúc đó thật sự khuyên không có yêu thích học tiếng việt nhiều lắm nếu mà bây giờ khuyên nghĩ lại tới cái lúc mà mình còn nhỏ đó thành ra khuyên rất là hiểu cái tâm lý của những trẻ em như là bây giờ khuyên cũng có bốn đứa con con riêng của mình thì khuyến khích các em học tiếng việt đó khuyên rất là hiểu cái cái cực và cái không thích học tiếng một cái ngôn ngữ khác nhưng mà cũng gì um, cái uh, cái sự hiểu biết đó là mình cứ cố gắng mỗi tuần thêm một chút thêm một chút thì qua một thời gian lâu dài đó nó có gặt hái được những cái thành quả tốt thì um, nói chung đó là đến lúc mà khuyên học xong cái chương trình um, tiếng Việt ở cấp trung học ở Nam út đó khuyên rất là được cái sự um, uh, hướng dẫn của thầy cô để đưa vào um, nhất là một một người thầy của khuyên mà khuyên rất là kính nể thì cũng vì những uh, cái 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 ơn đối với thầy mà khuyên trở về mà để khuyên giúp cống hiến cho trường làm giáo viên và và sau này trở thành hiệu trưởng của trường đó là um, thầy hướng dẫn mình một khi mà mình xong mình 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 học xong rồi đó thì mình trở về để mình giúp cái thế hệ sau tất nhiên là cái thế hệ thứ ba thứ tư của người Việt hải ngoại thích cái thế hệ của các con và bây giờ là các cháu nữa để để học ngôn ngữ tiếng Việt thì trong cái cái quá trình mà khuyên làm giáo viên dạy tiếng Việt thì mình cũng đang trong lúc đó mặc dù mình là cô giáo nhưng mà lúc nào khuyên cũng có những cái cơ hội và những dịp học hỏi được tiếng việt với anh chị em để mình tiếp tục mình trao dồi cái tiếng việt của mình thì cái học tiếng việt mà khuyên thấy nhiều nhất đó là trong lúc mình đang áp dụng để mình thực hành và mình À, thực tập ra được cái tiếng Việt thì lúc đó là mình đang học nhiều nhất là trong lúc mình là cô giáo dạy tiếng Việt nhưng mà mình thấy cái tiếng Việt của mình nó tiến bộ nhiều nhất là trong lúc khi đó và mà sau này có một cái cơ hội nữa mà um, là hội đồng quản trị tiểu bang Nam úc um, có bổ nhiệm cho khuyên uh, thực tập làm uh, uh, hiệu trưởng phó thì trong cái, cái trong cái 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 um, cái thực tập đó đó, quyên cũng có cái cơ hội trong 6 tháng um, để gặt hái được rất là nhiều về cái phần lãnh đạo thì à, và và mai này cũng là nhờ đó mà mà đảm trách cái trách nhiệm của hiệu trưởng trường việt ngữ cộng đồng nam úc mà cũng không ngờ là trong vòng một thời gian rất là ngắn chỉ có uh, từ năm 2019 cho đến 2021 mà trường việt ngữ cộng đồng lúc đó đang đứng hạng 37 so với lợi uh, 95 trường sắc tộc bạn mà bây giờ là trường việt ngữ cộng đồng được lên tới hạng nhì uh, trong tiểu bang nam úc về uh, một trường uh, dạy uh, dạy ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ tiếng việt Vâng, qua câu chuyện của chị thì thấy chị là một ví dụ rất là đáng ngạc nhiên về lòng kiên trì học tiếng Nghiêm Việt. Tức là không chỉ từ nhỏ được bố mẹ kiên trì là đưa đi đến các trường học mà như chị nói là phải đi bắt hai chặng xe bớt mới đến trường để học mà mẹ vẫn kiên trì cho các chị anh chị em trong gia đình chị đi học. Mà thậm chí đến lớn rồi khi trở thành cô giáo rồi, học đại học trở thành cô giáo rồi vẫn vẫn tiếp tục học tiếng Việt vậy thưa chị có phải chính những cái trải nghiệm học hành của mình và cái cuộc sống của mình đã thúc đẩy chị mà truyền cái cảm hứng học tiếng việt cho các thế hệ trẻ em tiếp theo không? Um, thứ, thứ nhất đó là mình um, khuyên học, tiếng khuyên khuyên có cái lòng cái tâm mà để học tiếng việt đó là tại vì khuyên thấy cái ích lợi của cái cái khả năng đó của mình để mình giúp được rất là nhiều người khác thành ra từ lúc nhỏ mà um, mà mình đến úc đó khuyên rất là có một um, một cái um, một cái tầm nhìn là chẳng hạn như lúc đó quynh nhớ mẹ quynh dẫn tụi quynh vào ngân hàng và cái người mà đang đang giúp mẹ làm những cái transaction ở ngân hàng đó thì yeah. lại không biết nói tiếng tiếng Việt nhưng mà mẹ mình thì lại không biết nói tiếng Anh thành ra lúc đó mình là cái trung gian mà mình cũng không có hiểu gì về những cái từ ngữ mà ngân hàng họ họ dùng nhưng mà mình nói mình nói xuyên hai cái ngôn ngữ đó thì mình lại giúp được mẹ để cho mẹ bỏ được vào một cái check vào cái trung mục của mẹ thì từ lúc đó làm như từ nhỏ đó là khuyên có một cái cảm nghĩ là o nếu mà mình biết được hai cái ngôn ngữ như vậy nè không những mình có thể giúp mẹ mình mà mình có thể giúp được rất là nhiều người khác nữa tại vì trong cái 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 thời gian mà đầu đầu 1980 đó rất là ít người người Việt ở ở tiểu bang Nam úc nhưng mà có người Việt đó thì những cái phương tiện hoặc là những cái resources mà mà nhà nước trợ cấp cho những người Việt của mình cũng không có nhiều thành ra gì vậy mà từ nhỏ là khuyên đã nghĩ là mai này mình phải vô một cái lĩnh vực nào để cho mình có thể trở thành một người mà có thể dùng cái ngôn ngữ của mình để giúp được à, à, cộng đồng và giúp được à, giúp được đại khái là những cái người khác thì làm sao mình dùng cái skill đó tại sao khi khuyên giúp được người mẹ đó, khuyên feel rất là 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 cool giống như là cái, cái nó có cái sense of Proudness là mình mình áp dụng được thành ra từ cái đó mà trong đầu khuyên lúc đó có nghĩa ông mai này chắc mình muốn làm một người bank teller tại mình làm bank teller mình có thể giúp được rất là nhiều người để làm những cái transaction dùng ngôn ngữ tiếng việt dạ thì cái đó nó nó từ lúc đó đó nhưng mà mai này không ngờ được đó là uh, cái ngôn ngữ tiếng việt đó nó nó giúp được khuyên leo lái được rất là nhiều cái bậc thang khác ở trong cái đường hướng uh, uh, học vấn và 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 career direction và và cũng như vì cái câu chuyện đó mà cũng giúp khuyên đạt được cái cơ hội đầu tiên mà được vào cái ngân hàng Commonwealth Bank để làm graduate program của ngân hàng lúc mà khuyên được vô đại học thành ra um, vì vậy mà bây giờ có một cái khuyên có một cái tầm nhìn mà để có thể mình giúp lại được cái thế hệ sau um, là cái ngôn ngữ đó nó có gặt hái được rất là nhiều giúp cho cá nhân khuyên mà giúp cho những cái người khác trong cộng đồng và trong tiểu bang của mình nữa thì bây giờ mà mình hướng dẫn cho các em nó nó có được cái advance thì đó mai này cũng hy vọng là các em nó cũng có dùng lại được để cho trao dồi tiếng Việt với ông bà hoặc là có thể là dùng để cho giúp được những cái những người khác trong cộng đồng của mình nữa và cũng nâng cao lên cái cộng đồng người Việt tự do ở tiểu bang và ở quốc gia của mình nữa chị Dạ. Yeah. Vâng thì xin chị uh, chia sẻ một chút về uh, trường uh, Việt ngữ cộng đồng ở Nam Úc, bởi vì có thể là cộng đồng người Việt ở Nam Úc thì hiểu rất rõ về trường này, thế nhưng mà ở uh, các tiểu bang khác thì người Việt mình có lẽ cũng chưa biết rõ lắm về trường này. Dạ. Yeah. Um, trường Việt ngữ cộng đồng Nam úc thì thành lập từ năm 1980 thành ra cũng bốn um, cũng gần 42 năm rồi. lâu um, Dạ rất là là là, là lâu uh, lâu thì cũng là um, uh, trường Việt ngữ cộng đồng Nam úc là một thành phần của um, uh, hội uh, của hội đồng quản trị của um, uh, cộng đồng người Việt tự do Nam úc. Um, trường mỗi thứ bảy có một cửa sổ khoảng 2 tiếng rưỡi mà mình mướn được cái trường chính mạch uh, để cho mình có những cái lớp học tiếng Việt thì um, trong dòng uh, có thể là khuyên 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 focus on cái trong dòng 3 năm nay cái sự yeah. phát triển của 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 trường Việt ngữ thì uh, khuyên rành nhất thành ra um, khuyên sẽ uh, nói về cái cái lĩnh vực là um, cái cái nguyên lý căn bản của trường đó là để mình giúp các em có thể nào mà um, uh, giữ gìn được cái tiếng mẹ đẻ và uh, nguồn cội của mình. Cái thứ nhì đó là để cho xây một cái cầu mình có thể nối giữa cái thế hệ đi trước với lại những cái thế hệ và uh, các em của thiếu niên của thế hệ này. Và cái thứ ba đó là giúp cho các em có thể tiếp tục duy trì tự tin uh, và áp dụng ngôn ngữ và văn hóa của người Việt thì um, có một số đặc biệt mà trường trong 3 năm nay đã rất là cố gắng để để thành lập lên mà để có thể mà thành công của cái trường đó có thể nếu mà khuyên khuyên dùng một cái cái hình tam giác để cho giảng thích cho nó hơi cho cho um, khán, khán giả dễ hiểu hơn đó thì trong một cái tam giác này đó cái ngồi của cái tam giác ở phía trên đây á, là 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 học sinh của mình thành ra à. lúc nào mà mình nhìn cái tam giác đó là mình cũng phải nghĩ tới cái hướng đi của trường hoặc là cái cách mà mình lèo lái trường trong cái uh, viễn kiến của trường là lúc nào mình cũng nghĩ là cái thế hệ học sinh là cái tương lai, thành ra mình nghĩ tới học sinh trước và gắn nối đó đó là một cái khía cạnh bên tay phải giống như nó đi theo cái chiều của cái đồng hồ đó cái khía cạnh bên tay phải đó là à, giáo viên giáo viên của trường việt ngữ cộng đồng mình có khoảng 45 giáo viên à, 35 giáo viên là thế hệ thứ nhất tất nhiên là giáo viên lớn tuổi mà có rất là nhiều kinh nghiệm còn khoảng 10 giáo viên là thế hệ trẻ tất nhiên là giáo viên mà à, tiếng việt đang đang thực tập đang của cái thế hệ sau này cũng học tiếng việt ở hải ngoại nhưng mà để cho mình duy trì cái tiếng của mình và cái trường của mình nó gọi là cái succession plan của cái trường đó thì mình phải rất là invest in giáo viên trẻ của mình và cái khía cạnh thứ ba, cái góc thứ ba của cái triangle đó là phụ huynh học sinh thành ra ba cái giống như cái hình tam giác này nó phải đi với nhau rất là uh, là là closely nó work in multi dimension giữa học sinh và thầy cô cũng phải hai dimension rồi um, giáo viên và và phụ huynh cũng phải hai dimension và phụ huynh và các em học sinh cũng phải hai dimension thành ra rất là thật sự mình nhìn một cái tam giác vậy mặc dù nó chỉ có ba ba cần, nhưng mà it's six it's six dimensions in the way mà cái cái tam giác nó cần phải work để cho uh, thúc đẩy cái sự phát triển của trường thì trong cái trong một cái cái uh, tam giác nhỏ gì đó chị lấy Lì ở bên ngoài của cái tam giác đó mà nhờ uh, mà cái sự phát triển của trường nó nhiều nhất đó là nó cũng nhờ cái sự uh, giống như là một cái hàng rào tam giác bự hơn nữa bên đứng bên ngoài thì cái tam giác bự hơn đó là nó nhờ cái góc ở phía trên nó là hội đồng quản trị của tiểu ban um, uh, 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 Nam úc hỗ trợ cái sự ban giám hiệu của trường để cho trường có một cái 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 hướng đi rất là thoải mái để hướng về cái viễn kiến của trường và rất là tự tin cái thế hệ trẻ um, trong cái sự um, giống như là trong cái sự hướng dẫn dạy dỗ của thầy cô lớn tuổi mà mình balance cái đó với lại um, thầy cô trẻ để cho tiếp tục phát triển cái trường trong cái cái sự xây dựng um, uh, uh, trao dồi ý kiến với nhau và một khía cạnh nữa của cái cái tam giác lớn đó um, là phần um, cái sự uh, làm việc rất là uh, cần thiết đối với lại những cơ quan chính phủ. Thành ra vì vậy mà cái năm nay actually không phải năm nay năm ngoái, Quyên có cái cơ hội để vào hai ủy ban của tiểu ban của mình mà về cái nơi chính phủ để cho mình nhận được những cái thông tin nó rất, rất là nhanh chóng để mình cập nhật được đến cộng đồng của mình hoặc là đến trường của mình để mình có những cái ích lợi thì một cái cái ủy ban đó rất quý nghĩ là những tiểu ban khác cũng có là một cái là ủy ban về đa văn hóa và một cái nữa là ủy ban là là, là bộ giáo dục bộ giáo dục về trường sắc tộc và cái khía cạnh thứ ba đó mà mình làm việc chung đó là là để khuyên có ghi ghi xuống để cho uh, giúp các bạn nữa là là cái cái ủy ban mà uh, thuộc về ở về um, gọi là ngôn ngữ và văn hóa của đa văn hóa nữa thành yeah. ra có hai cái những cái ủy ban này ấy là nó thuộc về một cái portfolio khác nhau của chính phủ một bên đó là nó thuộc về hơn về văn hóa multicultural portfolio còn bên kia là nó thuộc về education portfolio về cái chuyên môn mà yeah. nếu mà cái tam giác bự của mình hội đồng quản trị của mình mà làm việc chung tích cực với lại hai cái hai cái tâm cái cái cạnh của cái triangle đó đó thì mình có thể rất là tiếp ứng được cho cái nội bộ của cái tam giác phía trong. Thì yeah. um, không biết hình tả như vậy á, nó có yeah. cho chị Lily một cái khái, khái niệm là that is the the nó gọi là internal and external triangle strategy của trường yeah mà lúc nào mình cũng phải nghĩ đến làm sao mình balance những cái angles đó cho nó thích hợp cho cái hoàn cảnh, cái thời gian để mình có thể mình áp dụng cái cách hay nhất trong lúc đó để để hướng dẫn cái trường đi một cái một cái cách mà tiến bộ phát triển vâng rất cảm ơn uh, sự giải thích của chị và chắc chắn Lily cũng như quý vị khán thính giả của đài Việt Thơ TV là cũng uh, rất hiểu lý do tại sao mà trường Việt ngữ cộng đồng Nam úc uh, có cái bề dày uh, lịch sử uh, thành lập như vậy và ngày càng phát triển như vậy đặc biệt là uh, 4 năm dưới sự uh, dẫn dắt của cô giáo Trần Kim Quyên là hiệu trưởng thì trường lại đạt được liên tục những cái danh hiệu như vậy uh, bởi vì chị uh, đúng là cũng có những cái phương pháp uh, uh, điều hành một cái mô hình trường như vậy À, vâng và thưa quý vị và các bạn thì Lily cũng được biết là có rất đông học sinh của các gia đình người Việt ở Nam Úc là tham gia học tiếng Việt tại trường à, Vậy thì trường có những cái biện pháp gì để thu hút khuyến khích các em học tiếng Việt Bởi vì mà việc để các em thích học tiếng Việt ngoài cái ngôn ngữ chính là tiếng Anh thì thực tế là cũng không phải dễ Dạ yeah, thì... Um ngoài cái ngoài cái cái ngoài sự trường mà giúp đỡ cho các em trong cái việc học truyền thống như là tập đọc tập nối và tập viết đó, thì còn cho các em đóng góp vào rất là nhiều cái À, cái môn học à, khác để cho phổ biến được cái văn hóa của mình như là các em có thể tham gia vào à, nhóm múa truyền thống hoặc là à, nhóm múa nhảy thời đại à, tân thời thì mặc dù mà là mình nói là nhóm nhảy à, tân thời nhưng mà các em cũng làm việc chung với lại các thầy cô trẻ để cho ráp những cái nhạc mà nó cũng áp dụng cái ngôn ngữ của mình ở trong cái cái đó thì cái cái lớp đó cái lớp học đó đó các em nó lại rất là thích thì đó cũng là một nỗ lực mà mình để mình mình thiết kế để cho cái cái lớp đó nó sao giờ học tiếng Việt để cho các em nó đi học tiếng Việt xong rồi đó thì nó mới được, được nó looking forward thì đó. nó được tham yeah. gia cái 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 sinh hoạt đó. Yeah. Um, và cái sự um, góp phần ý kiến của phụ huynh mấy năm trước, đó, khoảng 5 năm trước đó là um, uh, ở cái nơi bộ giáo dục đó mình biết là ở nơi Úc là một cái khuyết điểm của của um, cái chương trình giảng dạy của mình là về toán thì um, ở Úc người ta gọi là cái 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 uh, the four pillars of stem là science, technology, engineering and mathematics. Thì ừ. trong trường của mình ở phụ huynh có cho ý kiến có cho ý kiến đó là là con của họ làm toán đó, mặc dù rất là dễ nhớ thuộc lòng nhưng mà ngược lại trong lúc mà làm problem solving á thì làm như nó mấy bé nó bị stuck về cái phần uh, phần problem solving đọc ra và hiểu được cái language của problem solving, thành ra trường cũng có và đưa vào một cái chương trình giải um, toán, thì mình gọi là toán Việt, thì cái chương trình toán Việt đó nó có một cái đặc biệt đó là mình recruit những thầy cô thiện nguyện viên của thế hệ mà học tiếng Việt xong hết lớp 11, 12 của chương trình Việt ngữ và mình cho các em vào tại vì các em đã có kinh nghiệm học à, học toán ở úc rồi thì bây giờ các em đứng những cái lớp để giải toán trước cái giờ Việt ngữ cho cho những em nào mà học À, học tiếng Việt mà có thể là cần bổ túc thêm hoặc là cần học thêm về cái môn toán thì có ừ. thể đến giờ à, học toán trước một tiếng rưỡi trước khi vào giờ tiếng Việt thì cái cái đó là nó nó giúp hai 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 cành lẫn tại cái cành thứ nhất đó là nó giúp cho các em uh, mà đang học toán. Nếu mà ở trường chính mạch mà các em không có được tự tin toán thì các em có thể học thêm cái ngày thứ bảy để bổ túc thêm hoặc là các em có thể học cái lớp cao hơn. Nếu mà cái trình độ của các em mà rất là cao về toán mà ở trường chính mạch họ cho các em như là một cái con số cho sĩ số trong lớp trung bình thôi thì bây giờ các em có thể đến cái trường tiếng Việt và học cái 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 cái, cái một cái cấp lớp cao hơn để cho challenge cái cái toán học của các em cái thứ nhì mà nó có nó đi giúp được đó là những các em mà đang yếu toán đó thì có thể học lợi được một cái cấp thấp hơn chẳng hạn tại vì đây là một cái cái school mà mình là à, thiện nguyện thành ra mình not for profit rất là affordable các em trả từ hai trăm rưỡi một năm cho ừ. nguyên chương trình học toán bổ túc thêm à, ngày thứ bảy trước khi vào lớp học tiếng việt và à, nếu mà học cấp trung học đó thì tại vì cái textbook nó more expensive đó thành à. ra mình mình à, khoảng 300 đồng một năm nhưng mà cái 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 fee đó đó nó chỉ là rất là thôi thì nó tượng trưng thôi để cho à, mình đó, có thể dạ. mình mình dạ, mình trang trang trải được cái 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 sách giáo khoa và để cho mình mướn phòng và dọn dẹp cho 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 cái 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 nơi để cho mình mở được cái cơ hội đó cho các em nó học cái quan trọng nhất đó là để cho các thầy cô mà đang đứng những cái lớp đó tập thực tập được classroom management skills và cái skill in public speaking hoặc là đứng trước lớp để cho có cái tự tin thì trong cái sự mà sinh hoạt của các thầy cô trong giảng dạy toán đó các thầy cô cũng rất là làm việc chung tích cực với lại những thầy cô lớn tuổi mà dạ hoặc là những thầy cô nó lớn tuổi thì có thể là nó hơi đụng chạm một chút thì khuyên nó là những thầy cô của thế hệ thứ nhất mà có kinh nghiệm đó làm việc chung đó thì các thầy cô toán cũng đang học được và gần gũi được với lại um, cái kinh cái, cái, cái cộng đồng người Việt của mình và khi nào mà các em có cơ hội để vào uh, uh, tiếp vô cái phần mà giảng dạy tiếng Việt những cái cấp sơ ấu cái cấp lớp trẻ đó thì các em cũng nhảy vào để giúp thực tập ở trong uh, giúp dạy kèm các thầy cô khác thành ra đó là giống như là một cái succession planning mà mình đang giúp để cho tiếp tục duy trì cái cái khối toàn thể giáo viên của toán của mình về toán và việc của mình. Vâng. Vâng, rất cảm ơn chị. Thế Lily cũng được biết là trường của chị là nhận các em học sinh là từ lứa tuổi chỉ có 3 tuổi thôi, tức là các em vừa lứa tuổi rất nhỏ, chưa đến tuổi đi học. Vậy thì chị có cái biện pháp gì mà để khuyến khích các em đi học đến trường và nhớ được tiếng Việt. Dạ. Yeah. Đó là một cái um đó là một cái 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 um, initiative rất là đặc biệt đó um, chị Lily là trường của mình mình mở một cái lớp gọi là play giống như là một cái lớp play group thì cái cái cách học qua qua chơi qua um, áp dụng cái motor skills của các em đó đó cũng là một cái cái cách mà để cho các em quen thuộc sinh hoạt trong một cái môi trường lớn thì trường của mình ở, ở ở tiểu bang đó có cấp lớp từ sơ ấu lên tới lớp 10 và sau khi này sau này các em mà muốn chọn đường hướng để đi thi lớp 11 12 đó thì trường việt ngữ cộng đồng sẽ refer các em qua những cái trường chính mạch hoặc là những cái trường Việt ngữ khác mà có specialized để cho các em chuyên chuyên giống như là chuyên môn về là nếu mà muốn thi lớp 11 12 nhưng mà đặc biệt đó là cái lớp sơ ấu đó là mình mời một người phụ huynh học chung với các em tại yeah. vì um, nếu mà các phụ huynh nhất là các phụ huynh của thế hệ thứ hai thứ ba thứ tư thấy cái cách mà các thầy cô mà connect cái giống như hồi nãy khuyên tả cái tâm giác đó mình thấy cái relationship ở trong cái lớp học làm sao mà cô giáo có thể dùng cái âm ngữ để cho nó trừu tượng với là những cái gì những cái sinh hoạt hoạt động của các em trong cái 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 cái, um, cái lối sống bình thường của các em đó và mình connect cái những cái từ ngữ tiếng việt ngôn ngữ mà mình áp dụng vô um, cho cho nó thích hợp chúng cái môi trường của các em đó thì phụ huynh cũng có thấy được ở trong lớp học như thế nào và phụ huynh có thể là giúp thêm ở cái phần ở bên nhà ở nhà để cho các em tất cả mọi cơ hội có thể dùng được à, trao dồi được tập được luyện được tiếng việt đó thì phụ huynh cũng có thể tự tin áp dụng để cho nó gọi là reinforcement learning at the home front thì nó mới dẫn được cái cái tam giác đó thành ra chỉ được cái lớp sơ ấu của mình đó, chị Lily là phụ huynh mình rất là à, mình mình cần phải có phụ huynh tham gia cái lớp đó chung với lại các em học sinh. Cái lớp đó lúc đầu mà mình mới mở ra đó thì nó nó rất là eo ọt nhưng mà bây giờ nó nó cũng đã được hơn 10 10 em học sinh và từ cái đó đó nó cũng như là mình đang Um, plant the seed để cho các em nó quen thuộc cái môi trường của những cái 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 cách làm sao mà mình làm một học sinh một khi mình đến trường như là cái cặp mình mình phải để ở đâu chuông kêu mấy giờ um, cái phòng vệ sinh ở đâu những cái những cái mà các em nó học hỏi về cái environmental learning của các em đó um, nó, nó các em nó quen thuộc để khi nào cái năm tới nữa mà các em lên cái lớp vườn trẻ là kindergarten class không yeah. cần phụ huynh tham gia chung thì các em nó có tự tin hơn để nó đến học lớp tiếng Việt à, vâng như thế là trường của chị là có rất nhiều lứa tuổi các em học sinh đến học và trường cũng có rất nhiều những cái biện pháp giảng dạy cũng như khuyến khích các em à, tùy thuộc vào các à, từng thành phần lứa tuổi À, vâng rất cảm ơn chị kim khuyên đã tham gia chương trình và do thời lượng chương trình có hạn nên có lẽ cũng uh, xin hẹn trở lại với chị trong một chương trình khác bởi vì thực tế Lily cũng uh, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chị bởi vì bản thân Lily cũng có con nhỏ và việc mà để hướng dẫn cho cháu học tiếng việt quả là cũng rất khó khăn và chắc chắn là rất nhiều gia đình người việt khác cũng rất uh, muốn uh, có được lời khuyên của cô kim khuyên uh, về việc làm thế nào để uh, khuyến khích các uh, em thích học yêu thích môn học tiếng việt để vì chúng ta là người việt cho nên là việc mà biết được ngôn ngữ tiếng việt thì cũng rất là quan trọng à, vâng một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình Dạ, yeah. uh, Kim Khuyên xin cảm ơn uh, Lily và um, uh, Đài Phát Thanh Vietface TV Đã cho cơ hội để khuyên Kim Khuyên một lần nữa được trao dồi tiếng Việt Và chia sẻ với uh, quý đồng hương của mình Cách nào, những cách nào mà có thể giúp được các em um, thích học tiếng Việt ở hải ngoại Và Kim Khuyên xin uh, kính chúc uh, mọi người thật là vui vẻ, uh, an khang Cảm ơn Vâng, cảm ơn chị À, vâng thưa quý vị và các bạn à, chương trình mỗi ngày một chuyện của chúng tôi đến đây xin tạm dừng và Lily xin kính chào quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp lại à, quý vị và các bạn trong chương trình lần tới.